tím có bộ CQ bóp này xinh thật đấy. Làm cách nào để mẹ mình mua cho được nhỉ? Yes. Chẳng con mời mẹ mời nước ạ. Mẹ ngồi lên ghế này cho em mẹ nhá. Mẹ đợi con chút, con đi nấu cơm, ngồi quét dọn nhà cửa, xong rồi con ra ngay ạ. Này cà chua, quay lại mẹ bảo cái này xem nào. Dạ, mẹ bảo gì con ạ? Lại muốn xin gì đúng không? CQ Box chứ gì? Sao mẹ biết ạ? Thấy con thích bộ này như thế, mẹ đã vào Shopee Mall của Leo Leo để đặt mua cho con đấy. Tự nhiên mà lại làm việc nhà chăm chỉ, lại còn giúp mẹ xách đồ, lấy nước, chắc chắn là có ý đồ. Bộ này con thích từ lâu lắm rồi ạ. Bộ CQ Box này bao gồm một bút chì, cước kẻ, cục tẩy, một hộp bút huy hiệu và postcard có hình nhân vật của lớp học CQ đấy. Nếu mà đã nhận quà rồi thì dọn dẹp, nấu cơm, quét nhà một tháng nhá. Một tháng nhá.